Xin chào các bạn. Hôm nay trong quá trình mình đi thu hái cây thuốc thì mình có gặp rất nhiều cây bổ cụ vẽ. Thì mình cũng xin giới thiệu qua một vài nét về cây thân cảnh lá của cây bổ cụ vẽ. Cây bổ cụ vẽ này thì có lá hai mặt, lá màu xanh nhẵn, gấp lá nguyên không có răng cưa. Mình cũng quay thật rõ để cho các bạn biết về cây bổ cụ vẽ này. Mình cũng xin nhắc các bạn là khi các bạn bị rắn cắn, các loại rắn độc, thì các bạn chỉ cần lấy một lắm lá cây bổ cụ vẽ này, nhai và nhút nước. Sau đó thì bã các bạn đắp lên trên vết rắn cắn. Nhưng mà mình cũng nhắc các bạn là khi bị rắn cắn thì điều trước tiên là các bạn phải garo, lấy dây lịt. Garo trên phần rắn cắn, rồi các bạn dùng cây lá của cụ vẽ này nhai lát và nhuốt nước. Sau đó thì còn bã các bạn đắp lên vết thương. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn để còn đi thu hái cây thuốc.